Vâng, xin chào các bác đến kênh Game Xe Đạp. Hôm nay sẽ giới thiệu các bác một xe dòng địa hình cao cấp của Gian, Gian XTC800. Chiếc xe được trang bị bộ group của DOG các bác nhé. Đây là một chiếc xe địa hình mới nhất về dòng của em, với tông màu trắng xanh. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây là chiếc xe Gian XTC800 trắng xanh. Chiếc xe có tông màu rất là thể thao các bác nhé. Sơn thì em đánh giá còn rất là mới. Do các bạn sử dụng là những vết ố như này. Có một vết ố ở đây. Thì chủ trước đã bọc một lớp ni lông các bác nhé. Ni lông chống xước đây. Rất là cẩn thận. Lớp ni lông nó phủ từ đây hết khung ngang các bác nhé. Những vết xước như này, các bác bóc lớp ni lông thì sẽ hết. Trời ơi, người chủ trước cứ nhìn chiếc xe này. Cọc yên và yên đều nguyên zin của Gian, nguyên bản theo xe về. Đây, yên Gian các bác nhé, có thể thấy như Gian đây. Yên cũng là màu tông màu xanh, tông màu xanh này và đen là chủ đạo. Yên còn rất là mới đâu nhé. Đây là chiếc xe Gian XTC800, các bác thể lên Google để search thêm một chiếc xe này. Trên kênh của em thì cũng bán khá là nhiều dòng xe XTC này. Treo xe màu các bác nhé. Các em sẽ đo khung đứng và ngang của xe. Đây là một mẫu xe 27,5, vành 27,5 các bác nhé. To hơn những mẫu xe vành 26 thông thường. Cùng với đấy vẫn là công nghệ nhôm của Alu-XL. Alu-XL là cao cấp hơn Alu-X thông thường các bác nhé. Cao cấp hơn thì tất nhiên là nhẹ với cả bền hơn 27,5. Dòng XTC 800 trở lên thì thường có một vành 27,5 thôi nhé. Dùng dành cho những bác tìm và ưa thích dòng xe bánh to, bản to. Rem sườn cao cấp. Xe đi rem sườn. Xe được trang bị 10 tầng lip. Nếu mình giá lip thì còn rất là mới đâu nhé. Các bạn có thể thấy cận cảnh đây. Cụ đề của Siro DOT Meyer của Gian. Meyer của Gian các bác nhé. Các bạn thấy Gian đây. Nguyên zin theo xe. Bộ vành nhôm hai lớp của Gian, thông số lốp là 27,5 × 2.0, khá là to, phù hợp với dòng địa hình. Xe vẫn giữ được lốp của Gian. Đo chiều cao đứng của xe. Bốn mươi sáu các bạn nhé, 46-47. Khung ngang là 50-55. Của các bác từ 1m63 đến 1m73-75 có thể đi vừa chiếc xe này. Xe size M. Phía bên trên đây thì như các bác thấy phốt và ghi đông đều nguyên zin của Gian. Các bạn theo xe. Tay nắm cao su của Gian. Bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano DOG.
Với chiếc xe được sử dụng nguyên bộ group của Shimano DOJ, phanh dầu thủy lực của Shimano. 10 tầng lít và 3 đĩa cho xe 30 tốc độ thay đổi thôi nhé. Khóa sóc hành trình trên tay. Đây là khóa để mở. Có thể bấm trên tay rất là tiện dụng, không phải cúi xuống để như những chiếc xe hình khác. Có thể khóa trên tay luôn. Shimano DOJ. Mỗi tay bấm bên đĩa Shimano phanh dầu. Giảm sóc nguyên zin của gian các bác nhé. Giảm sóc. Phanh dầu thủy lực đây các bác. Phanh đĩa dầu thủy lực. Đùi đĩa trục rỗng. Phía dưới đây là đùi đĩa trục rỗng các bác nhé. Gạt đĩa của Shimano DOJ đồng bộ theo xe, nguyên một bộ group rồi. Giờ sẽ em sẽ đi vào đánh giá hoạt động của xe. Con xe được trang bị 10 tầng lít, nguyên một bộ group của Shimano DOJ. Chỉ động rất tốt các bác nhé, xuống lít. Rất là trơn tru. Bên tay phải em đùi đĩa trục rỗng 3 tầng, gạt đĩa của DOJ. Rất là tốt không? Phải rất là bòn. Vâng, và em vừa đánh giá trong chiếc xe Gian XTC 800. Chiếc xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano DOJ. Phanh dầu. Khóa sóc hành trình trên tay. Xe được trang bị bộ vành 2775 các bác nhé. Xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 9.8 triệu. Miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền hoặc bảo hành 1 năm. Các bạn tới với nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.